Trong những bữa tiệc mừng sinh nhật, hẳn nhiên chiếc bánh kem luôn là tâm điểm chú ý. Và một trong những gia đình giàu có bậc nhất ở Ả Rập đã chi đến khoảng 1.650 tỷ đồng để tạo ra chiếc bánh sinh nhật đắt nhất thế giới có đính kim cương để mang đến điều bất ngờ cho cô con gái của mình. Chiếc bánh này được thợ làm bánh Tippy Wingham, 33 tuổi, người vốn nổi tiếng sau khi tạo ra chiếc váy đắt nhất thế giới trị giá 324 tỷ đồng, đính kim cương đen và đỏ. Chiếc bánh được tạo hình theo phong cách sàn diễn thời trang và mỗi nhân vật trong đó đều khoác lên người những bộ quần áo sang trọng, cao cấp. Điểm đặc biệt của chiếc bánh nằm ở từng chi tiết nhân vật. Không chỉ người mẫu trình diễn trên sân khấu mà những khách mời xung quanh cũng được chú ý đến từng tiểu tiết, túi xách, kính mát, nón, trang sức để tạo nên tổng thể hoàn thiện nhất. Chiếc bánh ước tính mất khoảng 1.100 giờ thực hiện hoàn toàn thủ công, đã có khoảng 120 kg bơ, 60 kg sô-cô-la để tạo nên mô hình và khoảng 80 màu sắc khác nhau để tạo nên hiệu ứng rực rỡ cho sàn diễn. Sau khi hoàn thành, chiếc bánh nặng đến 450 kg và được đính lên một viên kim cương hồng 5,2 carat, một viên kim cương vàng 6,4 carat và tổng cộng 15 viên kim cương trắng 5 carat. Điều ấy là chưa kể đến, sàn diễn được phủ đầy 400 viên kim cương 1 carat, 73 viên kim cương trắng 3 carat cùng 75 viên kim cương đen 3 carat cùng rất nhiều viên kim cương khác để trang trí xung quanh. Chiếc bánh như đánh dấu một thành công của Tippy Wingham bởi chất lượng cũng như uy tín. Chính chiếc bánh này cũng đã đánh bại kỷ lục trước đó của cô, bánh trị giá 913 tỷ đồng vào năm 2013 để tiếp tục giữ vững danh hiệu người tạo ra chiếc bánh sinh nhật đắt giá nhất thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.